Xin kính chào tất cả các anh em học viên nhé. Thì buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ ôn lại cái bài nói về cái họng ga. Thì hôm nay cái bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Thứ nhất là để chúng ta hiểu được cái họng ga nó gồm các thành phần gì trong đấy. Thứ hai là trong quá trình vệ sinh căn chỉnh như thế nào là cần, như thế nào là không. Thì đầu tiên ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cái họng ga. Thì họng ga ở trên dòng xe tay ga của Honda là như thế này. Nó có hai loại. Một loại là có bộ ba cảm biến, tức là có cái cục mà rắc 5 giây này, được gọi là bộ ba cảm biến. Còn một loại đời thì là có cái rắc 3 giây và rắc 2 giây, thì đó là đời không có bộ ba cảm biến, hay còn gọi là có đời còn có vít chỉnh gió bằng nhựa, thì đó là không phải bộ ba cảm biến ha. Và trên dòng Yamaha thì cũng vậy, đó cứ có rắc 5 giây thì đó là bộ ba cảm biến. Còn có rắc 4 giây, đó là những dòng xe này có van garanti tự động. Rồi trên dòng này là SOM cũng có rắc 3 giây. Đó. Không có bộ ba cảm biến ha. Và đây là trên xe số của Yamaha thì có bộ ba cảm biến, có luôn cả vít chỉnh gió garanti. Đó. Rồi. Còn đây là của xe Honda, xe số, có bướm ga, không có bộ ba cảm biến, có vít chỉnh gió. Có vít chỉnh gió, ha. Rồi, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu như thế này. Ở trong họng ga thì nó sẽ có hai đời như vậy. Vậy thì chúng ta lưu ý này, họng ga thì nó sẽ có một loại là có hai đường gió và một loại là chỉ có một đường gió. Nó khác biệt với bình xăng con chế hòa khí ở chỗ là như trên xe bình xăng con hoặc là trong cái như trên cái bộ chế bình xăng con á, tức là bình xăng con thì nó sẽ có bao gồm là một đường gió khởi động, rồi một đường gió garanti, rồi đường gió tăng tốc, đó dích lực chính dích lực phụ đấy nha. Vậy thì đối với xe bi thì tất cả xăng được phun là nhờ kim phun rồi. Cho nên phun mở nhiều mở ít là do kim phun được IC điều khiển từ tốc độ garanti cho tới tăng tốc. Thì tất cả đều là do IC điều khiển cái bếp phun. Cho nên là ở cái vấn đề về lỗ phun xăng thì kim phun thì nó chỉ có một kim phun thôi. Đó nó khác biệt với bình xăng con. Bình xăng con thì lỗ phun khởi động khác, lỗ phun garanti khác, lỗ tăng tốc khác ha. Còn trên FI thì chỉ cần một kim phun thì nó sẽ sử dụng vừa garanti, vừa tăng tốc và vừa kéo ga. Rồi, vậy thì ở họng ga thứ nhất, đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây, trên tay tôi đây là cái họng ga này là họng ga của xe FI đời đầu tiên, tức là xe Li 110 SCR A Black Việt Nam đời đầu. Thì các bạn để ý đây, trong cái họng ga này, thứ nhất là có bộ ba cảm biến. Thứ hai là chúng ta nhìn vào đây, nó có cái van garanti tự động, tức là có cái rắc 4 giây. Đây, tức là có rắc 4 giây. Thì như vậy, đây sẽ được gọi là bộ ba cảm biến, van garanti tự động. Vậy thì đối với họng ga này, các bạn để ý giùm tôi, đường gió chỉ có một đường mà thôi. Lúc này các bạn nhìn vào đây thì đường gió chỉ có một đường duy nhất, không có đường thứ hai. Được chưa? Vậy thì đường gió này nó sẽ quyết định garanti dễ nổ là nhờ đường gió này. Được chưa? Hòa ga cũng đường gió này, mất garanti cũng đường gió này. Cho nên đối với họng ga này thì các bạn lưu ý, trong quá trình vệ sinh các bạn chỉ cần tháo bộ ba cảm biến ra này. Van garanti ra này. Thì các bạn chỉ cần vệ sinh thật sẽ cho tôi đường gió từ bên ngoài lỗ này thông vào đường này, đi sang lỗ này và đi xuống dưới đây và vào đây. Đó, cho nên á là anh em để ý chúng tôi trong quá trình vệ sinh họng ga thì các bạn để ý chúng tôi này, đối với xe mà có van garanti tự động thì chúng ta chủ yếu là vệ sinh thật sạch cái van này, vệ sinh thật sạch và đồng thời là đường lỗ gió, những cái lỗ gió của van này thôi, thật thông thoáng là ok. Cho nên là đối với họng ga của FI nó khá đơn giản, là bởi vì trong quá trình vệ sinh chúng ta vệ sinh rất đơn giản, là đường gió nó chỉ có một đường.
Vậy thì đường gió này nó chính là đường gió guarantee, cũng chính là đường gió khởi động luôn nha cả lớp. Khi mà chúng ta đề máy nổ á, thì con IC nó sẽ điều khiển cái van này nó mở nhiều để cho đường gió này lớn ra để guarantee dễ để cho dễ nổ. Khi dễ nổ rồi thì IC nó lại duy trì cái van này đóng làm sao cho vừa phải để giữ được cái mức độ guarantee vừa phải. Đó là do IC điều khiển. Cho nên cái van này mới có cái tên gọi là van guarantee tự động. Thế bây giờ van guarantee tự động có nghĩa là IC muốn điều khiển cho xe dễ nổ thì cái van này phải mở cho gió vào nhiều. IC muốn điều khiển cho guarantee nhỏ lại thì IC phải điều khiển cho cái van này đóng bớt gió lại. Và suốt trong quá trình chạy xe giảm ga tăng ga thì khi lúc chúng ta điều khiển cái chúng ta duy trì cái mức độ mà tăng ga và giảm ga đột ngột đấy thì chính con IC phải điều chỉnh cho cái anh van guarantee này làm thế nào để duy trì được mức guarantee đạt tiêu chuẩn nhất, phù hợp nhất. Đó. Cho nên đối với những họng ga này thì các bạn để ý là khi mà cái van này bị kẹt thì sẽ có thể xảy ra hai tình trạng. Nếu nó kẹt không mở được thì xe mất guarantee. Còn nếu mà nó kẹt mà không đóng được thì guarantee sẽ bị rồ. Nó cho nên đó là chủ yếu là vấn đề mất guarantee là ở cái van này. Òa ga cũng ở cái van này ha. Và anh em nhớ đấy, vệ sinh thì chúng ta chỉ cần vệ sinh sạch cái lỗ này thôi, thông qua đây và đi về họng ga, nhớ chưa? Và anh em cũng lưu ý giùm tôi, những dòng xe có bộ ba cảm biến này thì chúng ta mới cần tháo bộ ba cảm biến ra để vệ sinh cả. Được chưa? Đó. Rồi, đó là về cái họng ga của những dòng xe không có vít chỉnh gió ha. Và anh em cũng lưu ý tất cả các CFI thì chúng ta không được chỉnh guarantee bằng con ốc vít này. Bởi vì nếu chúng ta chỉnh cái ốc bướm ga này, đồng tiền ga trong này nó sẽ bị hở. Khi đồng tiền ga bị hở thì xe của chúng ta sẽ bị òa ga nha. Đó. Cho nên là nguyên tắc không được đụng vào con ốc này, tuyệt đối không được đụng vào con ốc chỉnh bướm ga này. Và khi chúng ta vệ sinh, nếu mà chúng ta phát hiện ra đã có thợ khác họ 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 họ, họ căn chỉnh vào ốc này rồi thì chúng ta chỉ cần mở ra, hạ hết ốc xuống, làm thế nào nhìn cái đồng tiền không được hở là tốt. Được chưa? Đó, đấy là về họng ga thứ nhất. Họng ga thứ hai. Vậy thì về họng ga thứ hai này cũng vậy. Thì anh em nhìn đây. Vậy thì đối với họng ga này thì không có bộ ba cảm biến và chúng ta lại nhìn này, có vít chỉnh gió nha. Vậy thì đối với họng ga này thì anh em lưu ý cho tôi nè. Thứ nhất là trong quá trình vệ sinh thì chúng ta không cần phải tháo con này ra vệ sinh, bởi vì chúng ta phải tự hiểu là đường gió của cái họng ga này nó không hề đi qua cái con bướm ga này. Cho nên các bạn lưu ý này, không cần phải tháo vệ sinh nhé. Này, các bạn thấy không nè, nó có đường gió máy gì đâu, không có đường gió gì đi qua đây cả, cho nên các anh em lưu ý không cần phải tháo con này ra vệ sinh, chỉ trừ khi nào trong trường hợp đã có thợ khác hoặc họ tháo ra họ vệ sinh nhưng họ ráp vào nó bị lệch cái điện áp bướm ga thì chúng ta mới cần lấy lỏng ốc ra để chúng ta căn chỉnh lại làm sao cho ngay và được đó. Và cái con xe dòng dòng xe này cũng vậy, ốc bướm ga tuyệt đối không được điều chỉnh nha, ốc này là không được điều chỉnh, những con ốc có màu sơn này không được điều chỉnh. Đồng tiền phải kín không được hở. Rồi, vậy thì đối với họng ga này thì nó có hai đường gió nhé cả lớp. Có hai đường gió. Đường gió thứ nhất là đường gió khởi động, tức là lỗ trên này, đường gió khởi động. Vậy thì nếu xe của bạn khó nổ thì bị đường gió này này. Hiểu không? Còn đường gió thứ hai là đường gió guarantee. Nếu xe của bạn không có guarantee là bị đường gió này này. Được chưa? Cho nên anh em lưu ý là trong quá trình vệ sinh thì đây, tháo ra. Thực ra cái này thì nó như bình xăng con đó. Các bạn vặn vào thì gió nó đóng lại, lấy ra thì gió vào nhiều vậy thôi. Đó, đường gió này sẽ đi thông vào cái lỗ này. Đó, đi thông vào lỗ này sẽ đi vào đi đi thẳng vào đây này. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Đó, đi theo đường này, đi vào đây để duy trì guarantee. Cho nên là những cái họng ga mà có vít chỉnh gió là nó sẽ có hai đường gió. Đường gió khởi động, đường gió khởi động và đường gió guarantee nhé. Vậy đường gió khởi động này nó sẽ đi qua cái van từ. Đây, đi qua cái van từ. Đó, vậy thì van từ sẽ được lắp như thế này. Thì bây giờ tôi tháo cái van từ ra này. Đó. Thì anh em sẽ thấy cái lỗ dưới này, lỗ phía dưới này là gió sẽ đi qua từ đây, đi từ từ đây đi vào, sau đó sẽ đi vào cái lỗ tròn. Đi vào lỗ tròn này, nó sẽ thông qua đây để đi vào động cơ. Đó, cho nên đường gió này sẽ khởi động là đường gió khởi động. Khi các bạn bấm đề nổ máy lên thì con IC nó sẽ mở cái van từ này. Đó. Bình thường nó sẽ đóng như này. Sau đó là cấp điện vào van từ sẽ mở ra. Mở ra như này gió sẽ đi qua đường này.
đi con đường vô qua van từ, và van từ sẽ mở cho đi vào đây được. Sau khi khởi động động cơ nổ lên rồi thì van từ sẽ được đóng lại, bởi vì IC cắt điện thì van từ sẽ đóng lại. Van từ sẽ đóng lại thì lúc này là gió không đi qua đường này được nữa, thì lúc này gió phải đi vào đường này. Thì khi gió đi vào đường này là đó là đường vít chỉnh gió qua đường phụ, đường khí phụ. Thì lúc này các bạn lới ra thì gió nhiều, vặn vào thì gió ít đó. Cho nên là các bạn lưu ý chúng tôi nhớ nhé, những cái dao họng ga mà có vít chỉnh gió bằng nhựa thì đường khởi động này chỉ hoạt động khi công tâm mới nổ máy thôi. Khi máy đã nổ rồi là nó sẽ không hoạt động nữa, gió không đi qua nữa. Còn đường gió guarantee là nhờ đường này, nó cho nên nó sẽ có hai đường. Nó khác với họng ga kia. Được chưa? Rồi, đó. Cho nên về cơ bản thì anh em nhớ chúng tôi là tất cả các họng ga nha, tất cả các họng ga đều nguyên lý như nhau hết. Chỉ có một đường gió hoặc hai đường gió. Đó, đường gió này chỉ có hai đường. Nhớ đấy, một đường khởi động và một đường guarantee. Rồi, vậy thì bây giờ cái này trên dòng Yamaha cũng vậy, thì các bạn cũng nhớ chúng tôi là đó có van garanti tự động thì không có vít chỉnh gió, thì đây chính là đường gió khởi động, đây chính là đường gió garanti, cũng chính là đường gió khởi động luôn. Bởi vì các bạn nhìn này, đó họng ga này, đây là đường nạp vào, nó chỉ có một đường gió thôi, một đường gió duy nhất nha, một đường gió duy nhất. Buổi tối nhìn không kỹ đó, chỉ có một đường gió duy nhất sẽ đi qua van, van sẽ điều khiển mở ra thì gió nhiều, đóng lại thì gió ít, thì để duy trì garanti. Khi vệ sinh được phép tháo hết ra nha. Rồi, và thì như cái họng ga này của SOM thì có vít chỉnh gió này, thì có nghĩa là đường gió và họng này phải có hai đường gió. Đây, thì các bạn cũng nhìn đây. Trong này có hai đường này. Nè, gió sẽ đi qua cái lỗ này, ở đây có cái lỗ nhé, gió đi qua lỗ này, nó sẽ đi qua đường vít và đi qua cái e điện. Thì ở đây là cái công nghệ cũ của Attila Elizabeth, cho nên nó vẫn xài e điện. Thì cái e điện chức năng cái này nó cũng tương tự như van từ, đó là khi nguội máy thì nó sẽ mở ra để cho gió nhiều để dễ nổ. Khi nổ rồi thì cái e điện sẽ đóng lại, đóng lại thì không có gió đi qua, không có gió đi qua thì nó phải đi qua đường vít chỉnh gió. Cho nên là những cái dòng xe này có vít chỉnh gió là nó sẽ có hai đường nha. Khi vệ sinh được phép tháo ra vệ sinh sạch sẽ nha. Và những cái loại bướm ga, một một cảm biến bướm ga này, những cái con cảm biến bướm ga rời thì không cần phải phải tháo ra vệ sinh nha, không cần. Thì đây là chiếc xe của trên xe Yamaha xe số thì cũng vậy thôi. Nguyên tắc thì chúng ta nhìn vào đây. Đó, thì lúc này là xe số thì động cơ nó nhỏ hơn, cho nên nó không cái đường gió của nó thì trong quá trình các bạn bấm đề khởi động á thì gió nó sẽ đi trực tiếp vào cái vít chỉnh gió luôn. Đó, đối với họng ga của xe số thì nó cũng có một đường, nhưng mà một đường là đường đi qua vít chỉnh gió chứ không có đường khởi động. Vậy thì cái đường khởi động của nó cũng chính là đường vít này luôn nha. Đó, cho nên nó có một đường gió thôi. Đó, các bạn thấy rất đơn giản không? Tháo ra vệ sinh bình thường vậy thôi ha. Đây, còn cái anh này thì của Honda cũng vậy. Đây là bướm ga, vít chỉnh gió, không có van từ. Xe số mà không có van từ thì nó cũng chỉ có một đường gió thôi, một đường gió duy nhất nha. Một đường gió duy nhất thôi. Đó, nó là đường gió đi qua cái vít chỉnh gió. Các bạn vặn vào thì gió ít, lấy ra thì gió nhiều. Đó, và tuyệt đối là tất cả các xe EV nói chung, tất cả đồng tiền không được hở và cái ốc bướm chỉnh bướm ga không được tháo ra nha. Rồi, đó thì cái bài học này là nói về cái đường gió, cho anh em hiểu về cái đường gió của garanti để giúp các bạn là vệ sinh cho kỹ và vệ sinh như thế nào để chúng ta hiểu rõ. Chứ đừng có ấy, chứ không phải là các bạn có nhiều anh em xe báo lỗi cũng đi tháo họng ga ra vệ sinh, như vậy là không đúng các bạn nhớ nhé. Bởi vì ở đây chúng ta chỉ nói về vấn đề là mất garanti hoặc dầu ga, thì hai cái đó các bạn phải xử lý ở họng ga, còn ngoài ra là đừng xử lý cái khác để tránh mất thời gian nha. Rồi, chúc anh em học tốt.